cái công việc của mình là con người tự do mà không bằng cấp thì ai xác nhận trình độ cho mình. Trình độ của mình là thích thì mình làm thôi, sống bằng tự do. Đôi khi mọi người có thể thấy là sống bằng tự do nó rất là thoải mái, nhưng mà đôi khi thôi nha, nếu như muốn sống bằng tự do để cho mình một cái cảm giác nó thanh thản thì cứ thử thôi. Và mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Ok, có thể rất thoải mái, có thể rất là tù túng, có thể rất là thiếu thốn, nhưng mà chả sao cả. Vấn đề nó nằm ở chỗ bạn thích hay không, mình thích hay không thôi. Hơn hai năm trước thì cái lúc mà vừa mới ở ngoài Sa Pa vào về lại Sài Gòn làm việc thì làm ở một cái công ty casting diễn viên cho quảng cáo. Nó mình chỉ làm cái công việc hậu kỳ thôi, là ngồi dựng clip casting thôi. Nói chung là làm về hình ảnh, nhưng mà dựng nhiều, nghe nhiều và thấy nhiều thì sẽ hiểu được cái nội dung, cái khách họ muốn ở diễn viên như thế nào. Và mình cũng thử làm diễn viên. Ok, và mình thấy những cái vai nó bần bần, nó nông dân, nó vui nhộn, nó hài hước thì nó sẽ phù hợp với mình hơn. Chứ còn những cái vai mà sang trọng quá, tính cách quá, diễn quá thì nó cũng không khó, mình cũng khó làm lắm, tại nó không phải khả năng của mình. Lý do vì sao? Lý do là mình chỉ thích làm cho những người nông dân thôi, tạo niềm vui cho họ. Và mình cũng không nghĩ là cái TVC đó sau khi phát trên TV hoặc là cái viral sau khi được on trên YouTube thì sẽ chỉ có một số cảm thấy cười vui, có một số cảm thấy hài hước và có một số không thấy gì cả. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn còn một số là họ vui và một số là họ cảm thấy khá thú vị. Thì đó là những cái điều mà mình nhận được sau khi làm cái công việc diễn viên. Chứ không phải cách xe đâu, cách xe xài hết từ hồi nào, nó quá nhiều quá đó. Mình cứ thích làm những gì cho bà con vui thôi. Ví dụ như đóng một clip quảng cáo của mình thì nó thiên về phân bón. TV, có cái TV và cái phân bón và cái bia. Hai bữa quảng cáo bia ta nói nó cũng khá là vui nhộn đấy. Nói chung 3 ngày phơi nắng ngoài kia gà là về đen thui luôn. Về xong một cái nhảy lên xe cái đi vào vai cái quảng cáo TV. Trời, nó đen mà nó cháy đến nỗi mà cái bà makeup bà kêu má tao tốn phấn cho mày quá hùng. Đó được. Thông cảm chị ơi, mới phơi nắng cây gai về sắp lột da rồi, đúng là quay xong cái đó về là da là ngồi bóc ra từng miếng, cảm giác nó rất là kích thích. Trong công việc thì mình cũng thế thôi, mình cảm thấy thích thì mình làm, còn áp lực quá thì thôi mình nghỉ. Áp lực chỗ nào thì theo mình thấy nó không khả năng mình nó không chịu nổi thì mình nghĩ, chứ đâu phải là mình không muốn làm đâu. Ai cũng muốn có một chỗ đi ra đi vào, nhưng mà chỗ đi vào đi ra riết rồi nó cũng đi ra đi vào lắm. Mình kể cái công ty cũ mình làm thì áp lực nó cũng nhẹ nhàng lắm, thì ngày nào cũng vậy, làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày thì từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối đó, giờ 9 ở đâu 6 giờ sáng 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều 6 giờ chiều đó là giờ hành chính. Nhưng mà có ngày nào được về đúng 6 giờ đâu. Lương thì vẫn vậy. Và khi mà dính một cái dự án phim gì đó thì vào một ngày đẹp trời thứ 6 lúc 5 giờ nhận được một cái tin nhắn: anh book vé máy bay Sài Gòn Hà Nội cho em lúc 10 giờ đêm rồi nhé, nhớ check in. Hiểu rồi đó. 10 giờ đêm mà bay ra Hà Nội thì lòng vòng thì cũng 3-4 giờ sáng là tới nơi, ngủ nghe gì nữa. Rồi đi kiếm nhà nghỉ thôi. Bay ra tới nơi là con mắt mươi vậy đó. Mà khi nào mà quay thì khi nào không quay thì không quay vậy. Cảm giác mà nó không còn khái niệm mệt mỏi là gì luôn á. Cố gắng làm cho xong cái công việc của mình thôi. Lúc đó không chẳng nghĩ đến lương đâu. Lúc đó chỉ nghĩ là sau đó hoàn thành công việc mình cho nó tốt thôi. Tại vì mình là cái người dựng phim cuối cùng á, là gom tất cả mọi thứ vô mình để gửi cho khách hàng và để on air. Nói chung là mình chỉ muốn cho công việc nó, cái sản phẩm cuối cùng làm sao cho nó ổn định nhất thôi. Sáng sớm thứ bảy có mặt ở Hà Nội và làm việc thứ bảy chủ nhật và 7 giờ tối chủ nhật. Còn ra ngồi timelapse cái góc mà
ngay chỗ khu Can Nam, Landmark 72 gì á, lại nhận được một tin nhắn: anh book vé máy bay Hà Nội Sài Gòn cho em lúc 11 giờ đêm hôm nay nha, nhớ check in nha. Rồi bay về Sài Gòn là hiểu rồi đó, thì cũng tầm 6-7 giờ thì thôi, 9 giờ là sáng thứ hai lại đi làm, lại lên công ty. Và hôm đó là hết quần áo luôn, kệ mẹ nó, quất nguyên bộ đồ hôi rình lên công ty, nào hửi hửi kệ mày, đéo quan tâm. Còn không hửi được thì đeo khẩu trang ngồi làm. Tao hết đồ rồi. Thì đó là cứ làm những gì mình cảm thấy thích, mình cảm thấy thoải mái thôi. Ví dụ như những cái loạt clip mắc mệt như thế này thì mình có thể lên nội dung, gạch đầu dòng từ ý, ý. Hoặc có thể là lên luôn kịch bản để ngồi nói theo kịch bản. Nhưng mà làm như vậy nó lại không cho mình được cái cảm giác tự nhiên. Có thể những cái clip mình làm góc quay nó rất là hạn chế. Thực sự cái này nó không quan trọng góc quay cho lắm, nó chỉ là một cái view gì đó để mình ngồi, khi mà mình ngồi mình cảm thấy nó thoải mái là được rồi. Ví dụ như cục đá này mình khiêng từ bên kia qua bên này, rồi cái ghế mình đang ngồi mình móc lấy từ bên kia qua bên đây, rồi sau đó ngồi thoải mái thì mình có thể nói được mọi thứ. Thế nha, tập này mình nghĩ là kết thúc tại đây được rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Và cũng không nói gì về đạo lý đâu. Mệt lắm, nói về cái đó mệt lắm. Thôi bye bye.